Nếu ai hỏi em là nên viết bằng tiếng gì thì viết tiếng Việt đi. Nếu mà đang làm nhạc ở Việt Nam mà cho người Việt nghe thì viết tiếng Việt chứ. Xong mà mình viết tiếng Anh xong mình bảo là ôi sao nhạc hay này mà không hay nghe. Vì là âm nhạc cho dù bạn có làm nó logic đến mấy nữa, cho dù bạn có làm nó xịn mấy về kỹ thuật đi nữa mà nó không có cảm xúc, người ta không có cảm xúc thì người ta cũng thế à.